Xin kính chào các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ quay thử một lưỡi dao mới làm xong, mời các bạn cùng xem. Đầu tiên chúng ta quay lòng cắt. Chúng ta dùng cắt ẩm và nhớ đắp chắc chắn lòng cắt sẽ không bị sụp khi chúng ta thi công. Các bạn cũng hãy chuẩn bị vòng dây chì để giúp cho miệng chậu thêm chắc chắn. Khi thi công phần thân chậu sử dụng xi măng và cắt theo tỷ lệ là 1 xi măng cộng 2 cắt nước vừa đủ, múc chế được chế một lớp mỏng ở phần miệng chậu, đặt vòng dây chì vào chế hỗn hợp cho đủ phần miệng. Sau đó chế hỗn hợp phủ lên toàn thân chậu, tiếp tục vừa chế hỗn hợp xi măng vừa quay lưỡi dao khuôn cho đến khi đầy đủ hết phần thân chậu. Phần chân chậu này cao nên rất mất thời gian, các bạn hãy kiên nhẫn làm. Chúng ta sử dụng hồ già hơn, theo tỷ lệ là 1 xi măng cộng 1.5 cát để phủ kín bề mặt chậu dễ dàng hơn. Cuối cùng chúng ta sử dụng xi măng khô cộng nước, vừa đủ, lỏng, múc chế được, xong tháo bù lon và lấy lưỡi dao ra, dùng một con dao bén để cắt bỏ hỗn hợp hồ dư xung quanh miệng chậu. Có thể cắt chân chậu, hoặc không, thêm lỗ thoát nước, vậy là chúng ta đã tạo ra được một cái chậu mới. Các bạn có ưa thích kiểu này thì liên hệ số điện thoại 0829603648, chậu này cao 23 cm. Có thể tăng đưa từ 4 đến 8 tấc lọt lòng. Thank you.
xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu xem video này. Xin kính chúc các bạn và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hello everyone, today I am going to try out a brand new blade and invite you to watch. First we turn the sand. We use moist sand and remember to make sure the sand will not collapse when we are constructing. You also need to prepare lead rings to make the pot mouth more firm. When constructing the body of the pot, we use cement and sand in the ratio of 1 cement of 2 sand, enough water, scooped. Make a thin layer at the top of the pot, put the lead wire in. Make mixture for the mouth, then make mixture to cover the entire body of the pot. Continue to make the mixture of cement and rotate the blade of the mold until the body is full. The foot of the basin is high so it is very lost. Please be patient for the time being. We use an older tank at the rate of 1 cement of 1.5 sand to cover the surface of the pot more easily. Finally, we use dry, sufficient, liquid and dry cement. Then unscrew the can and remove the blade. Use a sharp knife to remove the excess paste around the top of the pot, whether or not the leg can be cut. Add drainage holes. So we have created a new pot. This pot is 23 centimeters high, can increase from 4 to 8 inches. Thank you for taking the time to watch this video. Wish you and your family happy and happy and achieve much success in life. Thank you, guys. So see you again in the next video. Olá a todos! Hoje vou experimentar uma lâmina totalmente nova e convidamos você a assistir. Primeiro giramos o leito de areia. Usamos areia úmida e lembre-se de garantir que a areia não entre em colapso durante a construção. Você também precisa preparar anéis de chumbo para tornar a boca da panela mais firme. Ao construir o corpo da panela, usamos cimento e areia na proporção de um cimento de 2 areia, água suficiente, escavada. Faça uma camada fina no topo da panela, coloque o fio condutor. Faça a mistura para a boca, depois faça a mistura para cobrir todo o corpo da panela, continue a fazer a mistura de cimento e gire a lâmina do molde até que o corpo esteja cheio. O pé dessa panela esteja alto, por isso está muito perdido. Por favor, seja paciente por enquanto. Usamos um tanque mais antigo, na proporção de um cimento de 1,5 areia. Para cobrir a superfície da panela mais facilmente, finalmente, usamos cimento seco, suficiente, líquido e seco. Em seguida, desaparafuse a lata e remova a lâmina. Use uma faca afiada para cortar o excesso de pasta ao redor da boca da panela, mesmo que a perna possa ser cortada. Adicione orifícios de drenagem, por isso, criamos um novo vaso. Este vaso tem 23 centímetros de altura. Pode aumentar de 4 a 8 polegadas. Obrigado por assistir esse vídeo. Desejar a você e sua família felizes e felizes e alcançar muito sucesso na vida. Obrigado, pessoal. Então nos vemos novamente no próximo vídeo. Hola a todos, hoy voy a probar una nueva cuchilla y los invito a mirar. Primero giramos el lecho de arena. Usamos arena húmeda y recordamos asegurarnos de que la arena no se derrumbará cuando estemos construyendo. También debe preparar anillos de plomo para que la boca de la olla sea más firme. Al construir el cuerpo de la maceta, usamos cemento y arena en la proporción de 1 cemento de 2 arenas, suficiente agua, recogido. Haga una capa delgada en la parte superior de la olla. Coloque el cable conductor, haga la mezcla para la boca, luego haga la mezcla para cubrir todo el cuerpo de la olla.
Continúe haciendo la mezcla de cemento y gire la cuchilla del molde hasta que el cuerpo esté lleno. El pie de esta olla está alto, por lo que está muy perdido. Por favor, sea paciente por el momento. Usamos un tanque más viejo, a razón de 1 cemento de 1,5 arena, para cubrir la superficie de la maceta más fácilmente. Finalmente, utilizamos cemento seco, suficiente, líquido y seco. Luego desenrosque la lata y retire la cuchilla. Use un cuchillo afilado para eliminar el exceso de pasta alrededor de la parte superior de la olla, ya sea que la pierna se pueda cortar o no. Agregue agujeros de drenaje. Así que hemos creado una nueva maceta. Esta maceta tiene 23 centímetros de alto. Puede aumentar de 4 a 8 pulgadas. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Desearles a usted y a su familia felices y felices y lograr mucho éxito en la vida. Gracias, chicos. Nos vemos en el próximo video.